quay trở lại với video của chị Kinh Đồ Vui. Đúng là không nên thách thức các bạn fan của Hero Team. Chỉ sau 2 ngày mà số lượt like video bí mật về anh Mr. Beat đã cán mốc 1.000 like luôn rồi. Đáng sợ quá. Hay da. Thôi thì để đáp lại tấm lòng của các bạn fan Hero Team, video ngày hôm nay chị Kính sẽ làm về một thành viên có thể nói là được yêu thích nhất của Hero. Gợi ý cho các bạn thì chị ấy là người được tặng nhiều quà nhất trong buổi off fan meeting. Đố bạn, chị ấy là ai? Có ai được gặp idol ở ngoài đời thật chưa nhỏ? Trừ các bạn fan của Hero Team thì đã từng được gặp rồi đó nha. Không những vậy, các bạn ấy còn được tặng quà cho idol nữa đấy. Và trong buổi off fan meeting thì chị Mèo Simi chính là người được tặng nhiều quà nhất các bạn ạ. Wow, vậy thì chúng mình hãy cùng nhau khám phá về thành viên được yêu thích nhất Hero Team này nha. Get go! Câu 2, rồi, câu đầu tiên thì tất nhiên sẽ là một câu hỏi dễ đối với fan cứng mà khó đối với fan hùa nè. Chị Mèo Simi có tên thật là gì? Fan cứng trả lời đúng hết câu này cho mà xem. Tên thật của chị Mèo Simi tất nhiên là Trương Thị Trúc Đào rồi. Và chị Simi chính là người em sinh đôi với chị Sami. Vậy thì hai chị em song sinh này thuộc cung hoàng đạo nào bạn nhỉ? Là Song Ngư hay Bạch Dương? Thì tất nhiên là cùng cung hoàng đạo với nhau rồi. Và hai chị ấy sinh ngày mùng 4 tháng 3 năm 2001 thuộc cung Song Ngư đó nha. Những cô nàng Song Ngư nổi tiếng bởi sự khôn ngoan, hòa đồng, có tính cách dịu dàng và có một trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Nữ thuộc cung Song Ngư có sự hồn nhiên và tâm hồn trong sáng. Họ cũng giàu lòng nhân ái giống như nam giới cung Song Ngư, luôn muốn yêu thương và giúp đỡ người khác. Năm nay, hai chị em Sami và Simi mới có 21 tuổi nhưng đã rất thành công trên con đường sự nghiệp YouTuber. Nhưng bạn có biết chị Mèo Simi đã bắt đầu làm YouTube từ năm bao nhiêu tuổi không? Đúng là không có thành công nào mà không có chông gai các bạn ạ. Chị Mèo Simi đã bắt đầu làm YouTube từ năm 2015, lúc ấy chị ấy mới có 14 tuổi mà thôi. Và sau bao nhiêu khó khăn, có những quãng thời gian không kiếm ra tiền từ YouTube, chị ấy vẫn cố gắng và tới nay chị đã đạt được thành công rồi đấy. Cơ mà fan cứng của chị Mèo Simi có biết, từ khi mới tham gia YouTube, chị Mèo đã chơi game gì không nhỉ? Minecraft hay là Mini World? Thấy Hero Team chơi Mini World nhiều hơn Minecraft đúng không? Nhưng mà con game đầu tiên mà chị Mèo chơi để làm YouTube lại là Minecraft đó. Và chị Mèo cũng chính là người đã động viên giúp đỡ chị Sami trở thành một YouTuber giống như em gái của mình. Đúng là một cô gái vừa đa tài lại luôn biết cách giúp đỡ người khác các bạn nhỏ. Mà bạn có biết những tính cách này là do chị ấy được thừa hưởng từ chính quê hương của mình không? Và quê của chị ấy ở đâu bạn nhỏ? Thành phố Huế hay là thành phố Hồ Chí Minh? Sinh ra và lớn lên tại thành phố Thừa Thiên Huế các bạn ạ, một vùng đất linh thiêng và tiếng tăm lừng lẫy về sự chịu thương chịu khó. Con người Huế sống tình cảm, bao dung và rất thương người. Gia đình của chị Mèo trước đây đã từng rất khó khăn, khiến cho hai chị từng không dám đi ra khỏi nhà. Và hiện tại thì gia đình của chị Mèo làm nghề gì, bạn có biết không nhỉ? Chị Mèo Simi đã từng rất nghèo khó, ba mẹ chị ấy đã rất vất vả để nuôi hai chị em. May mắn là đến giờ, gia đình của chị đã khá giả hơn, mở một quán cà phê ở phố Huế. Trời trời, bạn nào ra Huế thì nhớ ghé vào quán nước của gia đình chị Mèo Simi nha. À, mà không phải ai cũng biết nhà chị Mèo có bao nhiêu thành viên đâu các bạn ạ. Bạn có biết nhà chị ấy có 4 thành viên, 5 thành viên hay là 6 thành viên không?
Không phải ai cũng biết gia đình của chị mèo Simmy và Sammy Đào có một cậu em trai. Cậu em này rất ít khi xuất hiện trên các video của chị mèo, chắc là vì bạn ấy nhỏ nên ngại xuất hiện đây mà. Còn bạn thì sao? Nếu bạn được làm em trai hay là em gái của chị mèo thì bạn có thường xuyên xuất hiện cùng chị ấy trong các video không nhỉ? Câu 9. Ngoài là một YouTuber thì chị mèo Simmy còn có tài năng gì? Vẽ tranh hay là ca hát? Không biết tài năng của chị mèo Simmy là vẽ tranh thì đúng là đội quần lên đầu nha. Chị mèo cũng chính là tác giả của những hình avatar trên YouTube của tất cả các thành viên trong nhóm nữa đấy. Siêu cụ tè lớp 1E đúng không nè? Câu 10. Nhưng mà có tài năng thì chắc chắn cũng sẽ có những điểm yếu các bạn nhỉ. Thế bạn có biết điểm yếu của chị mèo Simmy là gì không? Được mọi người trong team gọi là não cá vàng các bạn ạ. Điểm yếu này được anh Mr. Vịt nhắc rất nhiều trong các video. Vậy nên khi giao bất kỳ công việc gì cho chị mèo, anh ấy sẽ yêu cầu chị mèo phải làm luôn. Nếu không thì chỉ cần 5 phút sau, chị ấy sẽ quên ngay công việc mình vừa được giao đấy. Không chỉ vậy, khi đi ăn cùng người yêu, chị mèo còn có thể quên điện thoại ở quán ăn, thậm chí là có thể quên luôn người yêu của mình. Mà người yêu của chị ấy là ai nhỉ? Anh Phong Cận hay anh Chiron? Yêu của chị mèo tất nhiên là anh Chiron rồi. Tuy anh Chiron ít hơn chị mèo 2 tuổi nhưng không hề trẻ con hơn chị mèo đâu nhá. Anh ấy luôn biết cách quan tâm và bảo vệ chị mèo đấy. Ước gì mình cũng có một anh người yêu giống như anh Chiron các bạn nhỉ. Hi hi. Câu 12. Nãy giờ chúng mình vẫn chưa biết sở thích của chị mèo Simmy là gì. Bạn đoán xem chị ấy thích làm gì nào? Thích ngủ, thích sống ảo hay thích đi du lịch? Cần vào Facebook của chị mèo Simmy có thể thấy chị ấy cực kỳ thích sống ảo nè. Mỗi lần chị ấy trang điểm xong là phải chụp 7749 cái ảnh để up Facebook sương sương mới chịu nha. Không chỉ vậy, chị ấy còn có thể thuê hẳn thợ chụp ảnh để chụp vài tấm ảnh đăng Facebook thôi đấy. Thế này thì không ai có thể sống ảo hơn chị mèo rồi đúng không nào? Câu 13. Biết sở thích rồi thì tới ngay với sở ghét đi chứ còn gì nữa. Bạn có biết chị mèo ghét nhất là gì không? Sự bừa bộn, sự câu giờ hay là nói không giữ lời? Điều chị mèo ghét cũng chính là điều mà anh Chiron ghét, đó là sự bừa bộn. Có một sự thật là chị mèo, anh Chiron cực kỳ ngăn nắp các bạn ạ. Mọi thứ trong phòng của hai anh chị phải được sắp xếp ngay ngắn và đúng chỗ. Nếu ai cầm vào đồ của chị ấy mà không để lại đúng vị trí thì bạn sẽ thấy một bé mèo cute lớp 1E nổi giận đó nha. Câu 14. Tiếp theo, chúng mình sẽ tìm hiểu đến nỗi sợ của mèo Simmy nhé. Bạn có biết chị ấy sợ ma hay là sợ dán không? Cực kỳ sợ các con côn trùng như là gián, ruồi, kiến hay là nhện. Mỗi khi thấy những con vật này, chị ấy sẽ hét lên rồi chạy ngay lập tức. Quá là dễ thương đi. Ở đây có bạn nào sợ côn trùng giống chị mèo không nhỉ? Like video điểm danh nha. Câu 15. Câu hỏi cuối cùng dành cho các bạn fan của Hero Team đây. Nếu video ngày hôm nay đạt 1000 lượt like thì video sau bạn muốn chị Kính làm về thành viên nào của Hero Team? Muốn chị Kính làm về thành viên nào thì nhanh tay like video và bình luận tên của thành viên đó xuống phía dưới video nhé. Video khám phá về chị mèo Simmy đến đây là hết mất rồi. Nếu bạn yêu thích video này thì ngại gì mà không subscribe kênh để nhận thông báo khi có video mới nhỉ. Và đừng quên học bài sau khi xem video đấy nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Chị Kính xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!